Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hải Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì có thể bấm ngay vào nút đăng ký vào nút chuông bên cạnh. Mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay bữa khác đang chờ các bạn ở phía sau nha. Ra đời vào những năm 60 của thế kỷ 20 và lần đầu tiên mà Orient Barstar xuất hiện là trên chiếc đồng hồ Orient King Diver 1000. Diver 1000, cái số 1000 đó là họ ám chỉ là 1000m đó, tức là khả năng chịu nước của nó là ở cái tầm mức đó. Và những chiếc đồng hồ 3 sao thì thường được có một cái tên là Orient TriStar hay là TriStar. Thì những chiếc đồng hồ đó đã tạo nên một tiếng vang rất là lớn và góp phần vào tên tuổi của những chiếc đồng hồ Orient. Những chiếc đồng hồ 3 sao thì thường được hướng tới những đối tượng mà chúng ta yêu thích là vẻ đẹp thời trang nè, thiết kế thể thao, và đặc biệt là Orient họ vẫn chăm chút cho dòng sản phẩm này phát triển cho cả hai đối tượng là người dùng nam và người dùng nữ. Khá là hay. Vào những năm 60 đó mà Orient họ đã cố gắng phát triển bình đẳng giới rồi, rất là điểm cộng. Thiết kế đậm chất cổ điển có thể gọi là vượt qua mọi thời gian luôn. Cho đến nay thì Orient TriStar vẫn giữ được sản xuất và được nhiều người săn đón hơn. Một phần thì theo mình nghĩ là cũng tới từ mức giá vô cùng là phải chăng của nó. Ở video này thật may mắn là mình đã có dịp trên tay cũng như là sẽ giới thiệu các bạn về một chiếc đồng hồ Orient TriStar có mã là RA AB0E08L10B. Và chiếc đồng hồ này sẽ có gì thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thử nhé. Về mức giá chính thức đang niêm yết của chiếc đồng hồ này tại chuỗi hệ thống showroom Đồng Hải Triều là đâu đó chỉ là 3.630.000 thôi. Một số cực kỳ tuyệt vời đúng không? Nó theo mình nghĩ là mình sẽ làm tròn là 3.600.000 đi. Với mức giá này thì các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ máy cơ đến từ thị trường Nhật Bản. Quá là xịn sò rồi. Orient thì nào giờ thì đã gọi là ông vua của những chiếc đồng hồ cơ giá rẻ rồi, thì các bạn cũng không phải lăn tăn khi lựa chọn chiếc đồng hồ thế này. Rồi, về thông tin chi tiết trên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ như thế nào? Thì đầu tiên á, thì mình cảm nhận thì đây là một chiếc đồng hồ có size mặt cũng khá là bé. Thì rõ ràng khi đọc thông số thì đường kính ngang size mặt của nó chỉ là 39mm thôi. 39mm thì trên cổ tay 17.5 của mình thế nào thì mình sẽ ướm thử nhé. Đấy, cũng khá là ôm tay, gọn gàng đó chứ. Những ngày trước á, khi các bạn nhìn những chiếc đồng hồ mà retro, đồng hồ vintage ngày xưa ở những cái thế kỷ trước thì các bạn sẽ cảm thấy nó có chung một đặc điểm, đó chính là kích thước đường kính size mặt nó khá là nhỏ. Mình không biết là tại sao là ngày xưa người ta lại chuộng size nhỏ ta, cũng có thể là do thời đó thì do cái cơ thể chúng ta nó phát triển nó không có gọi là đồ sộ như bây giờ, cho nên họ làm những đồng hồ gọn gọn thôi. Còn bây giờ thì 39mm phải gọi là hàng số hiếm á, tại vì để ý là những chiếc đồng hồ bây giờ này còn 40 trở lên thôi mà. Thì nếu mà con số 40 trở lên á thì nó sẽ trẻ trung, năng động. Tuy nhiên các bạn nếu mà mua những chiếc đồng hồ mà size mặt quá là lớn để tặng cho phụ huynh nè, để tặng cho sếp của mình độ tuổi trung niên trở lên thì đôi khi nó sẽ không phù hợp lắm và nhìn sẽ không có so với nó hơi bị lệch với độ tuổi. Thì các bạn nên lựa chọn chiếc đồng hồ với đường kính size mặt gọn gàng thế này, nó sẽ tôn lên được cái nét là lịch sự nè, cũng như là tinh tế khi người đeo lên. Về độ dày của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ dày ở khoảng là 11.2mm. Vỏ và dây của chiếc đồng hồ này thì được hoàn thiện bằng chất liệu là thép không rỉ. Cái phần vỏ là một cái điểm mà mình thấy khá là hay. Được thiết kế là dạng là hình tròn thôi, nhưng mà họ sẽ thiết kế họ vuốt liền từ cái phần gọi là phần mấu dây là phần lách này nè, lên phần trên này, nó có đường cong như thế này. Cái điều này thì nó sẽ làm cho cái mặt đồng hồ chúng ta nhìn nó có hình dáng nó hơi lạ lạ, độc độc, nó không có giống như những chiếc đồng hồ đa số bây giờ, nhưng mà nó sẽ làm chiếc đồng hồ chúng ta nó sẽ cứng chắc hơn khá là nhiều. Rồi, một cái điểm nữa là trên cái phần vỏ này các bạn đánh bóng gần như hoàn toàn luôn. Đó, sáng bóng ở đây và mình thấy chất liệu của phần vỏ này làm cũng khá là ổn. Phần tia chỉnh giờ thì được đưa ra và nó sẽ không có hai cái gờ để bảo vệ, cái điểm này mình chưa thích lắm. Nhất là cái tia này chúng ta không có dạng mà xoáy riêng để ốc điện khóa lại. Rồi, ngược lại với phần vỏ mà đẹp ok thế này thì cái bộ dây nó là một điểm trừ. Đúng thiệt, mình sẽ nghĩ điểm trừ. Nó quá là nhẹ, bộ dây này thực sự mình cảm thấy nó rất là nhẹ và nó sẽ làm ở dạng hoàn thiện là những cái thanh thép họ cuộn lại với nhau thôi, chứ đây không phải thép đặc. Thì ở giữa bộ dây này thì các bạn sẽ có đánh đề mi sáng bóng ở giữa để tạo điểm nhấn. Cái này mình nghĩ là ok, cũng tạm chấp nhận đi, bởi vì trong tầm giá khoảng 3.600.000 thế này thì chúng ta không thể đòi hỏi quá là cao. Một chiếc đồng hồ vừa hoàn thiện được phần vỏ đẹp và dây phải đẹp cả, chúng ta cần phải hy sinh cái gì đó để cho giá thành của nó ok hơn. Rồi, cái phần khóa của chiếc đồng hồ này cũng khá là đơn giản. Đó, bạn nào mà chúng ta đã từng nhìn qua người thân của mình hay là đã từng tìm kiếm trên mạng chiếc đồng hồ retro, đồng hồ ngoài cổ thì các bạn sẽ để ý ngày xưa là người ta hay sử dụng cái bảng dây nó dài thế này nè.
đó, nó rất là lạ. Thì khi mà mình nhìn lại chiếc đồng hồ này, mình thấy ô, cái điểm này đúng thiệt là họ mang từ quá khứ lên những chiếc đồng hồ hiện đại luôn, gọi là giữ nguyên. Và cái đặc điểm của cái phần bảng dài á là nó sẽ có thể chia được nhiều cái lỗ ở đây. Những cái lỗ này thì nó sẽ giúp các bạn là tăng đưa bộ dây chúng ta phù hợp với kích thước cổ tay của mình. À, các bạn nếu mà tay mình quá là nhỏ đi, chúng ta không thể nào mà tăng đưa được hết thì chúng ta mới cắt cái dây thôi. Còn nếu mà tăng đưa được thì cái việc đơn giản là chúng ta chỉ cần cái một cái kim nhỏ đây, chúng ta châm vào hai cái lỗ và đẩy nó lên những vị trí này, nó sẽ tăng đưa bộ dây nó phù hợp với kích thước cổ tay của mình. Đó, đây là một cái điểm mình thấy là khá là hay. Tuy nhiên thì nhiều bạn sẽ thấy nó khá là thô. Mình thấy ok, cũng được, đồng hồ quài cổ mà, cho nên cái điểm này mình cũng chấp nhận. À, còn một điểm nữa tới từ phần vỏ là nắp lưng của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ được hoàn thiện là nguyên tấm thép không rỉ luôn. Nó không có cái tấm kính để chúng ta thấy được bộ máy bên trong. Mình nghĩ là chắc bộ máy bên trong nó cũng không đẹp lắm đâu. À, với lại là họ sẽ tiết kiệm được chi phí khá là nhiều, cho nên họ sẽ bỏ qua cái chi tiết đó. Rồi cùng quay lại mặt trước thì mình lôi nó là cái kích thước bảng dây của chiếc đồng hồ là 20mm. Cho nên nếu bạn nào chúng ta thích thay bộ dây da hay là dây cao su, dây vải gì đó trên chiếc đồng hồ này, chỉ cần kiếm ở dây 20 thôi là ghim vô là vừa. Mặt kính được trang bị chiếc đồng hồ này thì đây là một tấm kính khoáng, và khả năng chống nước của chiếc đồng hồ này nó chỉ đạt ở khoảng là 30 mét nước thôi. Cho nên các bạn cần phải lưu ý là khi thời tiết chúng ta đang mưa thế này thì nên tránh đeo chiếc đồng hồ đi mưa lớn nhé. Mặt đồng hồ thì các bạn sẽ có một cái tông nền DO màu xanh, và mình thấy màu xanh này sẽ có cái hiệu ứng chuyển tiếp giữa cái độ sáng và tối, là nó có luôn hiệu ứng trẻ tia luôn. Tuy nhiên thì người ta hay nói câu là đừng nhìn cái gì đó quá kỹ, nhìn kỹ ra thì các bạn sẽ phát hiện lỗi. Thì đúng thiệt, khi mà mình nhìn xăm soi kỹ phần mặt DO này thì mình cảm thấy nó hơi nhựa một xíu, nó chưa sắc sảo lắm. Và nếu mà các bạn là một người dùng thông thường thôi thì cái điểm này ok, chấp nhận được. Còn riêng mình thì mình hơi bị soi, đúng thiệt, mình hay sân si lắm, nhưng mà mình nhìn kỹ thì mình mới thấy được nó có độ nhựa. Toàn bộ những chi tiết trên mặt đồng hồ này như là cọc giờ nè, cũng như là cái viền kim, thì các bạn sẽ được mạ một cái lớp màu vàng nhẹ. Thì mình đánh giá cái màu vàng này trên tông màu xanh thì nó vô cùng là hợp. Và đặc biệt cái tông màu vàng này nó rất là nhẹ nhàng và nó sáng sủa. Nó không phải là vàng 24, vàng sáng chóe gì cả. Rất là vừa phải, nhìn vô cùng là thiệp và sang trọng luôn. Ở dưới chân những cái cọc giờ này thì các bạn sẽ có những cái chấm tròn nhỏ, thì đây là những chấm dạ quang để giúp các bạn định vị được vị trí giờ trong một độ chiếu sáng. Kim giờ, kim phút của chiếc đồng hồ này thì được thiết kế ở dạng là cái bút chì và sẽ có một cái vạch bộ dạ quang bên trong. Tuy nhiên thì theo mình thấy thì hệ thống mà dạ quang chiếc đồng hồ này thì khá là bé, cho nên mình cũng khá là hoài nghi về khả năng mà nó có thể nó hiển thị tốt trong một độ chiếu sáng. Và đôi khi là mình nghĩ là nó sẽ hấp thụ ánh sáng ít thôi, chứ không phải là nhiều như là những chiếc đồng hồ Dever. Ở vị trí 3 giờ nhìn qua thì các bạn sẽ có một ô cửa sổ chữ nhật để cho các bạn biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu và ngày bao nhiêu. Rồi, những thông tin mà sáng chói nhất trên chiếc đồng hồ này có vẻ như là cái logo là 3 ngôi sao này. Đó, điểm nhấn chính luôn. Ngoài ra thì các bạn sẽ có logo hai chú sư tử nè, Orient Automatic. Rồi, những thông tin nó chỉ có vậy thôi. Rồi, về bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ như thế nào? Thì bên trong nó sở hữu bộ máy là Orient Caliber 4902. Ở bộ máy này thì các bạn sẽ có hai mốt chân kính, tần số dao động của nó sẽ là 21.600 giờ và khả năng trừ cost của nó khoảng là 40 tiếng. Tuy nhiên thì do đây là một chiếc đồng hồ giá rẻ, cho nên về bộ máy các bạn phải hy sinh hai tính năng sau. Thứ nhất, các bạn sẽ không có hand winding. Đấy có nghĩa là khi mà mình lên cost cái này, mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó không hề có một cái tiếng mà chúng ta hay lên như thiệu nghe cót két két, thì cái này nó rất là liền luôn, hoàn toàn nó không có hand winding. Và một tính năng nữa đó chính là hacking stop. Đó, mình giặt hết tin này ra thì hacking stop nó không có, cho nên kim nó vẫn quay. Một số bạn thì chúng ta hay nói là ô, tại sao cái hacking stop nó sinh ra để làm cái gì? Mình thấy nó cũng không cần thiết lắm, bỏ nó ra đi, nhiều khi nó còn tiết kiệm hơn. Thì sau khi mà mình tìm hiểu thì mình có một cái cảm nhận cá nhân của mình. Hacking stop nó rất là hữu ích đối với những bạn nào mà chúng ta đang canh thời gian đồng hồ chúng ta có bị sai số hay không, và chúng ta muốn nó chạy một cách chính xác nhất. Điển hình là khi chúng ta theo dõi đồng hồ điện tử, là đồng hồ digital, đồng hồ số, các bạn sẽ canh được số giây đúng không? Thì các bạn sẽ set up trước cái chiếc đồng hồ này theo đúng cái múi giờ sắp tới đó. Và khi mà thời gian điện tử nó chạy đúng cái giây đó thì chúng ta bắt đầu bấm vào. Thì lúc này kim danh sẽ chạy đúng toàn bộ đồng bộ y như đồng hồ điện tử luôn. Và để canh sai số thì các bạn sẽ canh, các bạn sẽ đếm theo ngày nè, 2-3 ngày nữa là bao nhiêu giây. Đó, thì nó vậy nó sẽ giúp các bạn theo dõi đồng hồ ta có chạy được đúng giờ hay không nè. Vào điểm nữa là giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta luôn luôn chạy chính xác nhất.
Rồi, ok, các bạn nghĩ sao mà một chiếc đồng hồ Orient 3 sao này, các bạn có thích chiếc đồng hồ này không? Và nếu các bạn muốn mình review nhiều hơn cũng như là so sánh nhiều hơn chiếc đồng hồ này với những chiếc đồng hồ khác thì có thể comment để lại bình luận phía dưới. À mà đừng quên thì link thông tin chi tiết của chiếc đồng hồ này thì mình sẽ đính kèm đường link phía dưới để các bạn tiện theo dõi cũng như đặt hàng nhé. Và trong thời gian sắp tới thì chiếc đồng hồ này sau khi mình check kho thì nó cũng là số lượng có hạn thôi, cho nên các bạn là nhanh tay đặt hàng nếu không là sẽ bay màu đây. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.